nhắm mắt lấy bừa anh công nhân để chống ế. Nào ngờ một năm sau, đứng hình khi biết anh là chủ cả loạt biệt thự. 29 tuổi, Linh vẫn đi về lẻ bóng. Ở nhà cô đã có cái biệt danh con ế, và ở công ty thì thành bà cô già khó tính. Chẳng phải Linh xấu xí tới mức không ai ngó, mà cô cũng cao, trắng trẻo, khuôn mặt không xinh nhưng cũng được gọi là ưa nhìn. Vậy mà tại sao cô vẫn ế? Mẹ Linh đi xem thầy về thì bảo rằng số nó thế rồi, không thay đổi được đâu. Nghe thế thế thì Linh nản hẳn. Hồi trẻ cũng có khá nhiều chàng trai theo đuổi Linh, chứ không hiểu sao yêu anh nào cũng được vài ba tháng là các chàng chủ động rút lui, hoặc là bị gia đình ngăn cản. Có con bạn thân đi làm nửa năm không gặp, lần gặp lại thấy Linh đi bên cạnh chàng khác thì nó nói oanh oanh như chốn không người. Ơ, thế cái chàng kính cận kia đâu? Lại bỏ mày rồi à? Linh đỏ bừng mặt, còn chàng người yêu mới giận dỗi ra về. Một mối tình nữa lại tan. Con bạn thân rối rít xin lỗi, nhưng Linh không trách bạn. Cô quen với chuyện yêu và chia tay này rồi. Chán nản, Linh chẳng còn thiết yêu đương gì nữa. Phó mặc số phận, ế thì cũng ế rồi. Nhưng chẳng ngờ một lần, đợi bạn ngồi quán trà đá, tình cờ Linh gặp Long, là đám bạn đang ngồi tán gẫu với nhau sau giờ tan ca. Họ nói chuyện rất thân thiết, mày tao chí tớ nhiệt tình. Vì cả quán có mỗi Linh là con gái nên tất nhiên được để ý. Một anh chàng mạnh dạn lại gần nói chuyện làm quen. Lúc đầu nhìn mặt mũi anh ta đen nhẽm vì công việc, tay vẫn còn dầu mỡ, Linh không thấy có thiện cảm chút nào. Nhưng sau nói chuyện thấy có duyên thì cô cũng tiếp chuyện cho tới khi bạn cô ra chỗ hẹn. Lúc đứng lên anh chàng còn hỏi xin số điện thoại. Cô bạn thì cứ dục đi ngay, nhưng nhìn anh công nhân đã rút chiếc điện thoại bấm phím cổ hơn chục năm trước ra chờ đợi, thì Linh cũng đọc một lần số của cô rồi đi với bạn. Trên đường đi cô bạn cứ trách, mày cho số điện thoại linh tinh thế, rồi tối về chúng nó thi nhau nháy máy thì có mà khóc. Thấy bạn nói vậy Linh cũng lo lo, nhưng ngày đầu tiên rồi ngày thứ hai không thấy gì cả, Linh thở phào nhẹ nhõm. Mãi một tuần sau thì cô mới thấy có số máy lạ gọi cho mình, hóa ra là anh công nhân đó. Nhưng trái ngược với những gì Linh nghĩ, Long không hề tỏ ra trêu cô mà nói chuyện một cách rất bình thường, kiểu như muốn làm quen bạn bè. Mấy hôm sau Linh đồng ý đi uống nước cùng Long. Anh vẫn mặc bộ đồ công nhân trên người. Long hơn Linh một tuổi nhưng chưa người yêu và tỏ ý cũng đang muốn kiếm vợ. Lần đó đi uống nước cùng Long, thấy đồng nghiệp Linh phải trốn vì sợ mọi người hỏi. Không ai nghĩ một người ở công ty sang chảnh như Linh mà lại đi chơi với anh công nhân hay sao. Những ngày sau Long tỏ rõ ý định tán tỉnh Linh. Linh đã không muốn đi rồi, nhưng cách nói chuyện và cử chỉ ân cần của Long cuốn hút cô vô cùng. Giá như chỉ cần Long làm văn phòng thôi thì tốt biết bao. Nhưng rồi lúc mẹ giục lấy chồng quá, bà bảo công nhân cũng được, miễn là có chỗ rước là tốt rồi. Thì Linh tự ái, quyết định chấp nhận lời cầu hôn của Long sau đúng 3 tháng quen biết. Trước khi cưới Long còn hỏi người yêu, anh công nhân, lương chỉ 4 triệu thôi, em không thấy mình lấy chồng như thế là thua thiệt sao? Thôi em cũng chẳng nghĩ nữa đâu, em mệt lắm rồi, em đã bảo cưới là cưới, anh đừng có hỏi em thêm nữa. Vậy là đám cưới diễn ra theo như đã định. Linh cũng không mời nhiều bạn bè, bố mẹ Long thì mất rồi, chỉ có người bác ruột đứng ra làm đại diện nhà trai. Cứ ngỡ sau khi cưới, hai vợ chồng sẽ chuyển đến căn nhà tập thể cấp 4 mà Long đang ở, do nhà máy dựng lên, cho anh em công nhân ở. Thì không ngờ sau đám cưới, Long dắt vợ đến trước căn biệt thự sang trọng và bảo, đêm nay mình sẽ tân hôn ở đây và sống ở đây một năm em nhé. Linh choáng váng. Lúc này Long mới thú nhận, đây là căn biệt thự đầu tiên anh mua được cách đây 6 năm, và hiện tại anh đang làm công nhân cho chính nhà máy của mình, chứ không phải là công nhân làm thuê. Nhưng công nhân trong nhà máy thì không biết điều đó. Linh sốc, không tin vào những gì tai mình nghe được. Cô có nằm mơ không vậy? Chồng đang nói thật hay lừa dối cô? Tuy nhiên cuộc sống sau những ngày lấy chồng thì cũng chứng tỏ không phải cô mơ mà hoàn toàn là sự thật. Chồng Linh lột xác thành doanh nhân thành đạt, nhà lầu xe hơi, và Linh nghiễm nhiên thành vợ đại gia, chứ không phải là vợ anh công nhân lương 4 triệu nữa. Một năm sau, trong một chuyến đi du lịch, Long đưa vợ và con trai mới sinh tới thăm loạt biệt thự ở khắp mọi miền đất nước của mình, thì Linh mới thực sự biết số mình ế, nhưng mà ế may mắn cỡ nào. Không một ai có thể tin biệt danh con ế giờ lại sướng tới mức ấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Thank you.
Lấy đại anh chồng ngồi xe lăn kiếm đứa con, ai ngờ đêm đầu đã sốc khi phải tiếp anh năm hiệp. Vừa tắt điện đi ngủ, tôi sốc ngất thấy cái ấy của anh. Cự quậy dữ dội trong quần, cứ đòi làm gì đó. Choáng váng về điều này, tôi hoảng hốt ngồi phắt dậy, vạch quần chồng ra xem thế nào. Chẳng phải anh bị liệt nửa người, tức là cái ấy cũng liệt luôn cơ mà, sao giờ nó lại hoạt động được như thế? Ngày trước tôi được mệnh danh là hoa hậu của huyện, nên tôi chảnh chọe và kêu kỳ lắm. Ngày ấy tôi đề ra tiêu chuẩn chọn bạn trai và chồng cao lắm, họ phải có ngoại hình bắt mắt, giỏi kiếm tiền, giàu có và vô cùng yêu chiều tôi. Thế nhưng không phải ai cũng hoàn hảo đáp ứng hết tất cả yêu cầu của tôi. Họ được cái này, mất cái kia. Cứ thế tôi kén cá chọn canh, đến khi quay đi ngoảnh lại, mình đã gần 40 tuổi rồi. Ở cái tuổi này, bạn bè tôi dù là nam hay nữ, đều đã có gia đình đề huề rồi, còn tôi thì vẫn lẻ loi một mình. Giờ già nhan sắc đi xuống, những nếp nhăn thậm chí là mụn xuất hiện đầy mặt tôi nữa. Giờ cứ soi gương là tôi sợ hãi. Tuổi thanh xuân của tôi huy hoàng, rực rỡ bao nhiêu, thì bây giờ lại đáng sợ bấy nhiêu. Gái già gần 40 tuổi như tôi, giờ chẳng ma nào thèm dòm ngó cả. Ai cũng gán cho tôi cái mắt ế to đùng, cùng những lời mỉa mai, chăm chọc đầy ác ý. Bị mọi người quay lưng, giễu cợt, tôi chán nản vô cùng. Giờ thì không có kén cá chọn canh gì nữa, ai hỏi tôi cũng lấy hết để kiếm đứa con cho đỡ tuổi, dù người đấy già hay trẻ, có vợ con hay chưa. Thế rồi một ngày, có một người đàn ông tầm gần 50 tuổi, ngồi xe lăn và đã qua một đời vợ đến hỏi cưới tôi. Sốc vì người đàn ông vừa già vừa khuyết tật này, tôi biểu môi chê bai, định xua đuổi anh ta về, nhưng lại bị mẹ ép lấy. Mẹ tôi bảo anh ta già, ngồi xe lăn, nhưng tướng tá vẫn khỏe, vẫn có con được nên cứ lấy đi. Bao giờ có bầu xong rồi, muốn ở tiếp hay bỏ thì tùy. Vâng lời mẹ, tôi đành gật đầu lấy đại ông chồng ngồi xe lăn, dù cả hai người mới chỉ biết nhau và chưa hề có chút tình cảm nào với nhau hết. Ngày cưới tôi rạng rỡ, lộng lẫy xinh đẹp trong bộ váy cưới bao nhiêu, thì gã chồng tôi lại luộn thuộn xấu xí, ngồi trên chiếc xe lăn đi vào đón tôi. Nghe lời xì xào bàn tán của mọi người, rằng gái ế như tôi chỉ xứng với hạng người này thôi, mà tôi rớt nước mắt tủi thân. Biết trước thế này, ngày xưa lấy chồng sớm cho đỡ khổ. Đám cưới kết thúc, tôi lên phòng thay đồ, rồi nằm lì ở trên giường không chịu xuống, cơm nước gì cả. Thấy thế chồng tôi liền bưng tô phở gà thơm lừng lên nịnh nọt tôi. Nghĩ nhịn chỉ khổ cái dạ dày của mình nên tôi dậy đánh chén hết, rồi lại ngủ tiếp. Ai ngờ vừa nằm xuống, chồng đã lật chăn ra, rỉ tai bảo tôi: "Mình tân hôn nhé, đây là lần đầu tiên của em đúng không? Anh hứa sẽ nhẹ nhàng thôi. Anh hỏng hai chân rồi, có làm nổi không mà đòi, đã già yếu lại còn bày đặt. Em cứ thử đi rồi biết, ai bảo liệt nửa người là mất luôn cả khả năng làm chồng chứ." Kéo chăn lên che kín mặt để tránh phải nói chuyện với chồng nữa, tôi nằm giả vờ ngủ. Thấy tôi không muốn, nên anh cũng không ép tôi làm chuyện đó. Ai ngờ vừa tắt điện đi ngủ, tôi sốc ngất thấy cái ấy của anh cựa quậy dữ dội trong quần, cứ đòi làm gì đó. Choáng váng về điều này, tôi hoảng hốt ngồi phắt dậy, vạch quần chồng ra xem thế nào. Chẳng phải anh bị liệt nửa người, tức là cái ấy cũng liệt luôn cơ mà, sao giờ nó lại hoạt động được thế kia? Vừa cầm, sờ nắng cái đó của anh, tôi hét toáng lên vì ngạc nhiên khiến chồng giật mình tỉnh dậy. Trời ơi, sao cái chân của anh lại cử động được thế này? Lại còn cứ giật đùng đùng, cứ đòi gác lên người em nữa chứ. Vợ làm anh giật cả mình, vợ bất ngờ về điều này lắm đúng không? Thú thật với vợ, trước khi anh bị ốm liệt nửa người và phần dưới không hoạt động được, nhưng một năm trở lại đây là cố gắng vận động và tới bệnh viện điều trị thì đôi chân của anh đã hoạt động bình thường được rồi. Ngày anh tới hỏi cưới em cho đến bây giờ, anh cứ giả vờ mình vẫn bị liệt nửa người, xem phản ứng của em thế nào ấy mà. Giờ thì em đã tin anh đủ sức làm chồng và cho em một đứa bé chưa? Hả? Anh dám lừa em sao? Đồ tồi này. Thôi để anh tạ tội nhé. Anh định chuộc tội bằng cái gì đây? Cách này nè. Chồng nháy mắt tôi một cái, rồi quay sang ôm lấy tôi. Tôi làm chuyện kia như đúng rồi. Tưởng ông chồng vừa già vừa khuyết tật sẽ yếu, ai ngờ lão khỏe đến một đêm làm năm hiệp lận. Nhất là cái chân của lão cứ cựa quậy như đúng rồi, đòi tôi phải massage nắng bóp giúp lão cả đêm sau mấy hiệp tân hôn ác liệt kia. Không ngờ sau đêm tân hôn ấy, tôi lại dính bầu, mà lại là bầu thai đôi mới ác liệt chứ. Giờ tôi nào đi ngủ cứ nhìn thấy lão chồng giơ chân lên đòi là tôi lại phì cười, nhớ lại đêm tân hôn đó.
Cứ ngỡ lấy đại chồng ngồi xe lăn để kiếm đứa con, ai ngờ tôi lại được hạnh phúc thế này, được chồng chiều và cưng nựng, như báu vật khiến tôi sung sướng lắm. Thôi thì trong cái rủi có cái may vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo.